Giống như tiêu đề thì ở video này mình sẽ chia sẻ về những điều mà khiến cho mình cảm thấy rất là vui trong thời gian gần đây. Thực sự là trong cái thời gian khó khăn như thế này thì để có được niềm vui nó không hề dễ dàng một chút nào cả. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình luôn tin là cái góc nhìn của mình, mặc dù cái hoàn cảnh nó cũng ảnh hưởng, nhưng mà cái cách nhìn của mình nó sẽ giúp cho mình là cảm thấy vui hay là cảm thấy tệ. Và hy vọng là nếu mà các bạn ở đâu đấy có thể có những cái hoàn cảnh, ở những cái trường hợp giống như mình, thì hy vọng là các bạn sẽ tìm được cái niềm vui. Nhưng mà ở video này thì mình cũng có thể sẽ chia sẻ rất là nhiều thứ nó mang tính hoàn toàn cá nhân và ở một cái trường hợp cụ thể là trường hợp của mình thôi, chứ nó cũng rất là khó để có thể áp dụng trong tất cả các trường hợp khác nhau. Ba cái điều đầu tiên cũng là ba cái điều mình cảm giác là quan trọng nhất và lớn nhất. Đầu tiên đấy là mình luôn cảm thấy biết ơn. Xuyên suốt cả một ngày thì mình luôn biết ơn về những cái thứ đơn giản như cái việc ăn, việc ngủ. Ngoài ra thì mình còn có khả năng học tập và tiếp nhận kiến thức. Nếu mà chúng ta không luyện tập thì rất dễ là chúng ta sẽ nhìn nó như kiểu những cái điều rất là hiển nhiên và mình sẽ dễ quên nó. Nhưng mà luyện tập cái lòng biết ơn thì nhìn cái gì, bất cứ ở trường hợp nào, mình cũng thể hiện được sự biết ơn là mình đang có những cái điều đấy. Cái điều thứ hai đấy là mình cảm thấy vui vì mình thường xuyên và dành phần lớn thời gian để tập trung vào bản thân mình. Một khi mình còn cập nhật và mình còn theo dõi đời sống của người khác thì mình vẫn còn dễ bị so sánh bản thân mình với người khác. Nhưng mà hoàn toàn cái này có thể điều chỉnh và luyện tập được, để mình tập trung hết sức cho bản thân mình, mình tập trung trau dồi bổ sung kiến thức cho bản thân, cũng như là tất cả mọi suy nghĩ nó đều tập trung, nó hướng vào bản thân mình thôi, chỉ có mỗi mình thôi, không cho bất kỳ một ai khác cả. Cũng như là cái bản thân mình sẽ không bao giờ được phép so sánh nó với bất kỳ một ai khác, mà chỉ là cái bản thân mình của ngày hôm trước thôi. Tức là mình luôn cố gắng là mỗi ngày mình tiến bộ hơn một chút. Như vậy thì mình tin là nó cũng khiến mình vui hơn. Tại vì mỗi ngày mình đều thấy mình tiến bộ một chút, chỉ cần một tí xíu thôi, nhưng mà ít ra là ngày hôm sau thì cũng tiến bộ hơn ngày hôm trước. Như thế là cũng đủ vui rồi, tập trung hết sức vào bản thân mình. Cái việc thứ ba đấy là mình rất là chú trọng vào những cái hoạt động mà giúp tái tạo năng lượng. Tức là trong nhiều tháng gần đây thì mình không để dành những cái việc nghỉ ngơi để vào những cái lúc mà sau khi đã hoàn thành công việc nữa, mà mình sẽ chú trọng là có những cái khung thời gian dành cho những cái việc để giúp tái tạo năng lượng. Ví dụ như mình dành ra những cái thời gian để mình đi bộ, hoặc là mình đi xe xung quanh thành phố, có bận đến mấy thì mình cũng dành một cái thời gian để có thể là cho mình thêm cảm hứng, hoặc ít nhất là để thư giãn. Và mình ưu tiên, mình chú trọng, mình nhường chỗ cho những cái việc đó, chứ những việc đó không được phép đến sau nữa, nó còn phải đến trước cả những cái việc quan trọng. Tất nhiên là sẽ có những cái hạn nộp hoặc là có những cái thứ mà mình phải ưu tiên, nhưng mà cái đó hoàn toàn mình có thể sắp xếp từ trước, và mình cứ theo các cái kế hoạch như thế thì thường là mình sẽ vẫn dành được cái thời gian cho những cái việc để giúp mình tái tạo năng lượng. Và liên quan đến tái tạo năng lượng thì những cái quãng nghỉ, những cái lúc mà nghỉ giữa một cái quãng thời gian tập trung dài thì cũng rất là quan trọng đó. Và cái tái tạo năng lượng có thể hiểu đơn giản như là cái việc ăn thôi, thì những cái lúc như vậy mình cần phải chú trọng và ưu tiên cho nó. Cái thứ tư, một cái may mắn mà mình có là mình luôn giữ được một cái giấc ngủ điều độ. Tức là mình luôn cố gắng là đi ngủ và thức dậy vào một cái khung giờ cố định hàng ngày. Mình sẽ không dành thời gian là để ngủ nướng hay là thức dậy muộn hơn vào cuối tuần, không ngủ quá và cũng cố gắng là không ngủ ít đi. Luôn luôn là cố định một cái thời gian, thực sự là một cái giờ giấc cố định thì nó thay đổi khá là nhiều cho cái sức khỏe cũng như là cái tinh thần của mình. Và một cái điều rất là quan trọng đấy là sẽ, nếu mà mình đi làm hoặc là mình đi học thì chắc chắn là sẽ có những cái hạn nộp, sẽ có những cái áp lực. Nhưng mà nếu mình cứ để cho bản thân là vì có cái hạn nộp hoặc là có những cái mà mình phải chạy theo nó mà mình thức khuya hoặc là mình ngủ không đúng giờ, thì lần nào cũng như vậy, cứ đến các cái hạn nộp là mình sẽ liên tục bị vướng vào cái việc là sẽ lệch đi cái thời gian ngủ của mình. Cũng như là đôi khi là việc nó chưa xong nhưng mà mình cố gắng mình làm nốt, thế là mình lại thức và mình sẽ đi lệch ra khỏi cái giờ cố định của mình. Thế thì lúc này rõ ràng là mình đã ưu tiên cái công việc hơn là cái giấc ngủ của mình rồi. Và với mình thì mình tin đấy không phải là cái điều tốt. Mình sẽ ưu tiên cái giấc ngủ của mình trước. Đó, đến giờ đi ngủ thì mình sẽ đi ngủ. Cái này thì có thể linh hoạt một chút, nhưng mà nếu mà mình biết là cố thêm thì cũng sẽ chỉ cố trong cái sự vội vàng thôi, thì tốt nhất là mình sẽ ngưng nó và để dành vào khung giờ mà mình đã định sẵn là để làm việc, thì mình sẽ hoàn thành nó sau. Đó, và ưu tiên
thời gian cho cái việc đi ngủ. Cũng tương tự thì cái điều thứ năm đấy là mình cố gắng ăn uống điều độ, tức là ăn vào đúng cái khung giờ mà mình đã định sẵn và cố gắng ngày nào cũng đều đặn vào cái khung giờ như thế. Khi mà có một cái lịch cố định như thế thì mình tin là nó cũng ảnh hưởng tích cực đến cơ thể của mình. Và mình cố gắng là chuẩn bị sẵn thật là nhiều những hoa quả để thay thế nhiều nhất có thể cho những cái đồ ăn vặt, sẽ luôn luôn để dư nó và sẵn sàng là cái lúc nào mà mình muốn ăn thì mình sẽ chọn hoa quả thay vì những cái đồ ăn vặt như thế. Và khi mà mình nghĩ về cái việc đó, và mình cũng là một người rất là thích hoa quả, và khi mình biết rằng là ăn những cái thứ đó thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể của mình, thì nó cũng tự động nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình và khiến cho mình vui hơn. Cái điều thứ 6 đấy là mặc dù là thường xuyên ở nhà nhưng mà mình thực sự để ý tới cái hình thức, cái diện mạo của mình khi mà ở nhà. Hàng ngày thì mình vẫn để ý tóc tai của mình làm sao trông cho nó tử tế nhất. Ngoài ra thì cái việc chăm sóc da, xưa nay thì da mình là da nhạy cảm, thế nên là thực sự là đã thử rất là nhiều thứ và chưa hẳn có một cái gì hiệu quả vượt trội cả. Mà nếu có hiệu quả thì một phải thời gian kiên trì rất là lâu dài và nó vẫn thường xuyên gặp các cái vấn đề. Và mình nghĩ đến cái thời điểm này rồi thì chúng ta thừa hiểu là chúng ta cần phải chăm sóc da mặt của mình kỹ như thế nào. Nhưng mà có một cái điều mình khá vui đấy là trong khoảng vài tháng gần đây thì mình bôi kem chống nắng mỗi ngày. Thực sự là nó giúp cho da của mình tốt hơn đó. Và ngay cái việc là hàng ngày diện mạo của mình trông tử tế cũng như là da mặt của mình trông không tệ, thì hàng ngày đi lại trong nhà hoặc là nhìn trong gương thì mình nhìn thấy một cái diện mạo ổn thì mình cũng sẽ vui hơn. Cái điều thứ 7 có lẽ rất là cá nhân thôi, nhưng mà mình cảm thấy vui tại vì trong nhiều tháng gần đây mình không mua sắm linh tinh. Tức là chúng ta đi lượn phố hoặc là lên trên mạng xem đồ này đồ kia và cứ đặt mua về tại vì giá của nó rất là rẻ. Và có những cái đồ rất là xinh hoặc là đồ trang trí các thứ thì mình thấy là khi mà mình nhìn thấy nó thì nó cũng sẽ giúp ích cho mình cảm thấy là tinh thần của mình tốt hơn, mình hào hứng, mình phấn khởi hơn. Nhưng mà như mình thì mình biết là sẽ có những thứ mà chúng ta không động đến nhiều, hoặc là nó chỉ tạo ra cái cảm giác hưng phấn khi mà mình nhìn thấy nó trong thời gian đầu thôi. Và nó mà xuất hiện thường xuyên thì cuối cùng cái giá trị của nó ở trong mình nó cũng không còn cao nữa. Thế nên là mình hình dung được cái điều đó. Mình hình dung là nếu mà mua đồ này thì thực ra về lâu dài nó cũng không hề mang lại giá trị nào đấy bền vững cho mình cả. Thế nên mình sẽ không mua. Đó, và mình rất là vui là từ quần áo cho đến những cái đồ linh tinh, mình luôn cảm thấy là mình đã có đủ hết rồi. Mình không mua gì nữa và mình thực sự đã làm được. Tất nhiên thời gian trước kia thì mình vẫn luôn tự nhắc bản thân như thế, nhưng mà không phải lúc nào cũng làm được. Nhưng mà bây giờ thì vì đã không mua sắm linh tinh nữa, thế nên là nó cũng khiến mình vui hơn vì thực sự đấy là cái mà mình muốn. Tức là mình không hề muốn mua sắm, chứ không phải là mình sợ là sẽ bỏ lỡ những cái đợt sale, những cái đợt giảm giá. Mình bắt đầu bỏ dần những cái cảm giác tiếc nuối đi, mà mình cảm thấy vui là mình đã không mua những thứ mà mình không cần. Điều thứ 8 đấy là mình cố gắng là không để tâm trạng của mình bị phụ thuộc vào thời tiết. Dù mùa đông bên này thì lạnh hơn và mùa hè bên này thì cũng không hẳn là nóng hơn, nhưng mà có thể sẽ có những hôm hơn 30 độ. Nhưng mà ở trong nhà bên này thì không bao giờ lắp điều hòa cả, chỉ có quạt thôi. Và năm ngoái thì mình cũng đã trải nghiệm được cái nóng khủng khiếp như thế nào, mà cái quạt có mạnh đến mấy thì cũng rất là khó để cảm thấy thực sự ổn. Vì vào những cái ngày hè thì mặt trời sẽ lặn vào lúc 10, 11 giờ tối, tức là nguyên cả một ngày nó rất là nóng. Và thậm chí đến đêm đi ngủ nó vẫn còn nóng. Và mặc dù mình biết là nó vẫn còn đỡ hơn Việt Nam nhiều rồi, nhưng mà thực sự thì ở mỗi nơi nó cũng sẽ có những cái khó khăn khác nhau. Và mình sẽ không phụ thuộc, không để bản cảm xúc hay là tâm trạng của bản thân phụ thuộc vào thời tiết. Dù nó nắng hay nó mưa thì mình vẫn luôn cảm thấy một cái điều gì đấy tích cực ở trong đấy. Nếu mà nắng quá thì cũng chưa chắc là mình đã muốn ra ngoài hoặc là mình đã cảm thấy thoải mái. Tương tự với cả trời mưa, nếu mà trời xám xịt hoặc mưa thì mình cũng không cảm thấy là chán nản, buồn hay gì cả, mà mình vẫn thường xuyên nghĩ đến những cái tức là cái sự mình hơi lãng mạn hóa nó một chút, mình khiến cho cái cơn mưa đấy nó đẹp hơn, hoặc là mình tưởng tượng, hoặc là và mình thực sự có thể cầm ô đi dưới mưa, đi dạo thôi trong mưa. Và
cái mùi mưa cũng như là cái âm thanh rồi cái cảnh vật mọi thứ. Dù cái thời tiết như thế nào thì mình cũng nhảy theo nó được. Mình cũng xoay cái tâm trạng của mình một cách tích cực theo nó chứ không để bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Cái điều thứ 9 đấy là mình thường xuyên dành thời gian để đối chiếu bản thân mình, cố gắng là rút kinh nghiệm rồi gọi là tha thứ cho bản thân và sau đó thì tìm ra các cái giải pháp để cải thiện mình. Cái việc đối chiếu thì mình thường xuyên làm bằng cách là hàng tuần thì mình sẽ có một cái mẫu, mình sẽ ghi lại những cái điều mà mình đã khiến mình vui trong cái tuần đó này, những cái điều mà mình đã có thể làm tốt hơn, rồi những cái thay đổi cần thiết ở trong tuần tiếp theo. Mình sẽ đối chiếu lại, mình gọi là review, mình xem lại là cái tuần vừa rồi của mình như thế nào, mình còn cái điểm gì mình chưa làm được, hoặc là mình sẽ phải cải thiện, cố gắng là giảm bớt tất cả những cái điều xấu và thường xuyên tha thứ cho bản thân. Tức là mình sẽ biết được là bản thân mình chưa làm tốt ở điểm nào và mình sẽ tha thứ cho bản thân là tất cả những cái điều đấy có thể sẽ được làm lại và được cải thiện vào cái thời gian tới. Chứ mình không có dằn vặt, không có tiếc nuối, không có gọi là để lại những cái cảm xúc xấu vì mình đã chưa làm được cái điều đó. Tất cả những cái việc mà đã xảy ra rồi, nó ở trong quá khứ hết rồi, mình không thể thay đổi được nữa. Vậy thì cái cảm giác tiếc nuối, cái cảm giác hối hận, thực sự nó không giúp ích nhiều mà nó chỉ còn khiến cho tinh thần của mình tệ đi thôi. Và mình sẽ không để cho bản thân mình kiểu thường xuyên bị cảm thấy tệ nữa, mà mình chấp nhận là mình đã thất bại, mình đã không làm được cái điều đấy và bây giờ mình sẽ phải rút kinh nghiệm. Và khi mà mình làm cái việc đó nhiều lần thì mình tin là qua thời gian mình sẽ tự động mình cải thiện. Và tất nhiên sẽ có rất là nhiều thứ mà mình đã có kế hoạch cải thiện từ 2-3 tháng trước rồi nhưng đến giờ mình vẫn chưa làm được. Nhưng mà mình vẫn hiểu là mình vẫn đang trong cái quá trình đấy, mình sẽ cứ làm dần dần. Ít nhất là mình phải đối chiếu và rút kinh nghiệm để làm từ từ. Cứ từ từ rồi qua thời gian mình cũng sẽ làm được. Và mình tha thứ cho bản thân nhiều hơn thì đồng nghĩa là mình có nhiều cái thời gian để mình cảm thấy vui hơn. Và cái điều cuối cùng mà mình tin là đây là một cái thói quen mà mình nghĩ là ai cũng nên có, đấy là nghe podcast những cái bản thu âm, những cái chương trình mà qua giọng nói mà mình nghe thường xuyên hàng ngày thì thực sự đã khiến mình vui hơn, tại vì mình đã có thêm kiến thức, mình đã có thêm hiểu biết, cũng như là cái góc nhìn, cái tư duy của mình nó có chiều sâu hơn. Tại vì những cái podcast mình nghe thì thường là nó kéo dài từ 1 tiếng đến 2 tiếng và mình cứ nghe dần dần trong những cái lúc mà mình không cần phải tập trung quá nhiều. Ví dụ như nấu ăn hay là dọn nhà, tất cả những cái đối thoại, những cái câu chuyện nó đi rất là sâu và mình cảm thấy thấm hơn rất là nhiều. Và những cái đó thì mình cũng cảm thấy nhớ hơn khi mà mọi thứ nó đi vào chiều sâu. Cái podcast thực sự là nó thay đổi cái cuộc sống của mình khá là nhiều. Và nhờ cái việc là mình hiểu biết nhiều hơn, mình có thêm thông tin và mình cảm thấy, tại vì mình cũng đã chọn và đã nghe được những cái podcast rất là chất lượng, thế nên là mình cảm thấy vui vì hàng ngày mình có thể tận dụng được những cái thời gian mà gọi là thời gian chết, làm việc khác và đeo cái tai nghe và sau đó thì tiếp thu được rất là nhiều thứ hay ho. Một lần nữa thì mình cũng cảm thấy là đây là một đặc ân rất là lớn, mình quá là may mắn để mình có thể làm được video này, để có thể chia sẻ về những điều mà khiến cho cái thời gian của gần đây của mình rất là vui. Thực sự là đã có rất là nhiều khoảnh khắc mình nó tự bật lên trong đầu mình tự cảm thấy là trời ơi mình vui quá, mình tại sao mình lại vui như thế này, mình tức là có những cái điều rất là nhỏ thôi và mình nghĩ đấy là cái mấu chốt. Tức là cuộc sống của mỗi người chắc chắn sẽ có nhiều góc cạnh khác nhau, nhưng mà mình có được niềm vui từ những cái thứ nhỏ và mình từ cái góc nhìn của mình luôn nhìn thấy mọi thứ ở cái hướng tích cực nhất, vui vẻ nhất, thì nó thực sự sẽ mang lại cái niềm vui chân thực nhất và nó cụ thể rõ ràng nhất. Và rất là thường xuyên thì mình cứ bất giác mình tự hỏi là trời ơi mình đã làm cái gì mà mình lại may mắn như thế này, mình lại có được tất cả những cái điều này. Hy vọng là video này ở một mặt nào đó có thể sẽ giúp các bạn thay đổi cái góc nhìn, cũng như là có thể áp dụng ở một cái khía cạnh nào đó những cái hoạt động, những cái cách làm để khiến cho bản thân cảm thấy vui hơn. Và hy vọng là mặc dù đây là thời gian khó khăn nhưng mà chúng ta sẽ luôn giữ được cái niềm vui, niềm hạnh phúc cao nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video này. Nếu các bạn thích thì hy vọng bạn sẽ ấn nút like vì như vậy thì sẽ giúp video của mình xuất hiện trên YouTube nhiều hơn. Nếu mà bạn thích những video mà mình làm cũng như chờ đón những video tiếp theo thì hy vọng bạn sẽ cân nhắc đến việc ấn nút đăng ký. Cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại.